Xin chào các bác nhá. Tiếp tục lại lên cho các bác một con giải mã. Con này vừa làm giải mã mà các bác vừa làm công suất cũng rất là hay. Bởi vì là con này nó có thêm cái chế độ gọi là tinh chỉnh bát tép. Đấy, ví dụ các bác muốn tăng bát hay là giảm bát là tùy theo cái sở thích của mình. Và cái chế độ này rất là hay, phục vụ cho bác nào mà thích kiểu có sở thích chỉnh bát tép. Đấy, tăng các cái giải lên, bát tép nó tăng được 10 lắc nhá. Mình có thể đưa lên 10 này. Tất cả bát tép này đều như vậy. Đấy. Và một cái chế độ nó là ép bát. Cái chế độ này nó kiểu như là chế độ trầm ấy các bác. Đấy. Mình tức là khi em bật lên em thấy cảm giác là cái độ trầm nó lên rất là nhiều và cái bát ấm lắm. Đó thì cái này là phục vụ cho những bác nào mà thích nghe kiểu bát nó ấm này và cần nhiều độ trầm. Ví dụ như là loa của mình mà nó thiếu đi cái bát nó sâu, thiếu đi bát độ ấm. Đấy, độ đầm thì mình có thể mở cái chỗ đưa lên on. Còn nếu bát của các bác là dòng bát nó có trầm rồi ấy, thì các bác hãy đưa về off cho em. Được chưa? Đó. Em thì rất thích nghe cái kiểu chế độ này. Cái chế độ này là cái chế độ mà em thấy là gần như là thích nhất của những con máy Onkyo. Bởi vì là nó sẽ nâng được cái giải trầm của bát lên các bác, ấm lắm, nghe ấm cực kỳ. Kể cả loa các bác có phèn đến mấy thì phèn, nhưng mà đưa cái chế độ này vào on vào nó nâng lên đấy các bác, nghe sướng lắm. Bây giờ em sẽ mở thử nhạc các bác nghe nhé. Đấy là em giới thiệu qua chế độ chỉnh bát tép, còn CDMD bỏ qua cho em nhé. Tại vì những cái dòng này thì về nó hầu như mắt nó kém rồi. Thì con này em bán chủ yếu để các bác làm công suất và giải mã. Đây này. Giải mã thì các bác mua cho em một cái dây quang cắm vào đây nhá. Cắm một cái dây quang vào đây. Sau đó mình sẽ lấy tín hiệu AV đây này. Nó có cái cổng này là cổng out nhá. Đấy thì các bác lấy cho em cái dây AV hai đầu. Đây nó sẽ là như này. Lấy cho em một cái dây AV hai đầu như này. Đấy, một đầu thì có cắm vào đây. Đây cắm đúng cổng này nhá. Nó có chữ OUT này, put này, tức là output ấy, đầu ra đấy. Đấy thì cắm đúng cái cổng này cho em. Thì sau đó mình sẽ lấy từ cái cổng này mình truyền xuống con đẩy này, đẩy này, vang này, âm đi to này. Đấy thì mình sẽ có một cái nguồn nhạc rất là sạch từ trên TV xuống. Tức là khi mình kết nối đường quang nhá thì TV nó sẽ truyền tín hiệu ánh sáng vào con này. Con này nó sàng lọc tín hiệu, nó chuyển đổi tín hiệu sang tín hiệu AV này. Sau đó mình sẽ kết nối sang thiết bị khác mà tiếng rất là hay, sạch sẽ. Đấy, nó kiểu như dạng một cái dạng lọc ấy các bác. Đấy, chơi những con này nó mới đáng đồng tiền các bạn. Đó, thì giá con này thì em báo luôn. Đấy, bác nào chốt thì để các bác giá là 1.230.000 nhé. Đấy, giá là 1.230.000. Sau đây em test nhạc các bác nghe thử luôn này. Khỏe lắm các bạn. Những cái dòng này các bác có thể ghép được con bát tầm 20 thuộc loa dàn đổ xuống như đây. Như con này nó là của em là loa dàn đấy. Đây này, đây là cặp loa dàn bát 27. Các bác nhá. Loa dàn bát 27. Gân của nó thì nó khoảng gân 21. À gân 25. Đấy, gân 25, còn nếu mà tính full của nó thì nó là hết viền đấy. Đo theo đúng của hãng ấy thì nó là bát 27. Đấy, đây là thuộc một cặp loa dàn, công suất nó khoảng 80. Mà chơi với con V7 này em chỉ cần mở lên tầm khoảng 10 giờ là nghe. Đây là 11 giờ này. Đấy, nghe rất sướng.
Vâng, thì đấy là về cái chất âm của con V7 này các bác nhá. Đấy thì bác làm mà chốt thì alo em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác nhá. Giải mã của nó 24 bit các bác nhá, không cần phải mồi gì cả. Giải mã trực tiếp không phải mồi gì đâu nhá.